nhà. Và Mayfair lại quay trở lại với một chuỗi video review cho mọi người những set đồ siêu hot tại Mega Fashion đây. Nếu mà những ai lần đầu xem video thì mình cũng xin tự giới thiệu nhé. Mình là Ngô Mai Phương, hiện tại thì đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và cũng đã đồng hành cùng khách hàng của Mega Fashion được một thời gian khá là dài rồi. Ngày hôm nay thì sẽ đem đến cho mọi người một cái mẫu váy rất là cao cấp của Mega Fashion với chất liệu là lụa tơ tằm tuyên, một cái chất liệu mà gọi là khi mà Mega Fashion ra thì đều được các chị em ủng hộ rất là nhiều, một cái dòng cao cấp hẳn của Mega Fashion đó. Và khi mà Phương review về cái mẫu váy này thì Phương luôn nói rằng là người ta nói là đắt sắt ra miếng mà tiền nào của đấy, tức là nó sẽ khiến cho chúng ta mặc lên nhìn rất là sang và nhìn rất là đẹp. Váy này mọi người có thể mặc đi tiệc luôn, rất là xinh như thế này. Và phần đằng trước thì nó có một cái phần xẻ tà như thế này nhá. Đấy, khi mà mọi người chụp ảnh mà muốn khoe chân thì có thể đưa cái phần tà ra như thế này, rất là xinh. Còn bình thường thì nó cũng khá là kín ý, mọi người đi lại nó cũng không quá hở ấy, vẫn đủ kín đáo, rất là xinh luôn. Mẫu váy này thì Phương đã review 1-2 màu rồi và đều bán cháy hàng rồi. Thì nó mới về thêm cái màu này thì là một cái màu rất là tôn da luôn. Đây, cho mọi người xem nhá. Đây, chất vải lụa tơ tằm tuyên cực kỳ cao cấp luôn nhá. Và cái mẫu váy này thì nó cũng có đủ size luôn để cho mọi người lựa chọn SML và XL. Như Phương là 48kg, đang mặc size S, nhưng mà cũng hơi rộng một chút, rộng phần eo này, mọi người thấy chưa? Đó, đây là những ai mà tầm 52kg thì mặc cái size S này vẫn vừa nhá. Đó, tốt nhất là mọi người cứ để lại comment hoặc là inbox trực tiếp cho Mega Fashion thì sẽ được tư vấn về size cũng như là cho mọi người một cái mẫu váy mà phù hợp với thân hình của mọi người nhất. Đấy, đằng sau là kéo khóa nên là mặc rất là dễ luôn. Mọi người hoàn toàn có thể làm tóc xong rồi mới mặc váy được. Chứ có rất nhiều mẫu váy chui thì có thể là mọi người sẽ hơi ngại mặc một chút bởi vì nó sẽ làm chúng ta hỏng tóc đúng không? Thì cái mẫu này là mẫu kéo khóa đằng sau nhá. Mặc cái váy này nếu đi tiệc thì mọi người có thể xách kiểu túi plus như thế này cũng xinh này. Đó, còn nếu đi làm thì có thể đeo túi kẹp nách như thế này.